Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận Bà em? rảnh quá, giận thiệt luôn đó. Làm gì vậy? Thì lau nhà. Lau nhà làm chi? Tôi nói cái nhà này á, người đi ra đi vô rần rần, thấy không? Vừa bước lên đây á, bà lau đây, giờ nhảy qua đây là bà lau đây, nhảy bên kia bà lau kia, lau chi cho tốn công vậy hả? Thì bởi vậy, chính vì cái người đi ra đi vô, đi tới lui riết, rồi cái nhà anh dơ như cái chuồng heo tôi mới lau. Nè Tám, Dạ. đây không có thích là nói móc mỏ nghe không? Bà chỉ xéo ai ạ? Bà định chỉ xéo tôi là con heo á đúng không? Trời ơi, chú ba ơi, chú ba, chú hiểu lầm cái ý tôi rồi. Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn giữ cho cái nhà này sạch sẽ thôi mà. Sạch sẽ. Ý của chị là chị sạch sẽ là tôi ở dơ á đúng không? Trời ơi. Sao rảnh rỗi không ra tưới cây giùm tôi đi? Ăn rồi cứ rút ở trong nhà hoài. Bộ sợ bị nắng ăn da hay sao? Trời ơi là trời, chú nghĩ sao vậy chú ba? Tôi đi ra nắng, tôi không ăn nắng thôi, nắng nào cũng dám ăn tôi. Tôi cũng không biết sống làm sao cho vừa lòng người nữa nè trời ơi. Ý là chị nói tôi ác cái gì đúng không? Tôi nói cho chị nghe, cái nhà của tôi đâu phải nó là cái nhà bình thường, nó rộng quá mà, ba gian sáu Tôi trái, biết. hai ba ảng nước mới lau Biết. xong, sáng lau chiều lau, nước ở đâu tôi chịu cho thấu. Trời đất. Trời ơi chú ba ơi chú ba. Chú tính kỹ quá vậy làm sao tôi sống nổi hả chú? Tôi nói cho chị nghe, ai cũng nói tôi ở trong xóm này á ăn mặc dị hợm nhất xóm. Tại sao lúc nào tôi bận đồ nó cũng hót lên trên này? Chị nhìn tôi á, chị bắt chước á chị à, chị đừng có cười. Đây nè, mình đi ra đi vô trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn, để cái ống quần nó xuống tới đây là sình nó sẽ dính vô. Mà khi mình muốn làm sạch cái chỗ này là phải dò. Dò thì nó sao? Nó mòn. Mòn là thay cái mới, phí của không? Tại sao vậy? Cần tre có một vài chỗ mà phải kéo dài xuống tới đây làm chi? Trời Đúng không? Nè, đó, đẹp không? Đẹp quá, ơi. quá đẹp. Trời ơi chú ba. Chú tính kỹ vậy mà chú không giàu mới lạ nghe. Ủa, vậy thôi? Trời ơi. Tôi á, cả đời của tôi á, tôi chỉ biết đi làm thuê làm mướn chứ tôi không có tính nổi như chú đâu. Tôi nói cho chị nghe, chưa hết đâu. Nước nôi thì khan hiếm. Bây giờ tôi dặn chị nè, chị tưới cây á, một vườn á nó có bao nhiêu? Cái vườn của mình á là 7 công đó. Dạ. Thì bây giờ á, chị tưới cứ tinh cây khoảng chừng 100 giọt nước thôi Gì? là chuyển qua cây khác liền, giống như chị uống thuốc tim vậy đó. Bị sao? Mình uống đủ đô thôi, thấy không? Uống dư là nó sẽ bị hại. Cây nó cũng vậy, hấp thụ nhiêu đó thôi, dư một giọt nó sẽ phi đi. Rồi nó làm gì? Nó sẽ bốc hơi bay lên trời. Nó sẽ tạo hiệu ứng không tốt cho khí hậu và con người. Dạ chú ba ơi, tôi sợ chú quá, tôi lạy chú à. Trời ơi, hèn gì trong cái nhà này á. Tôi thấy á, nhìn tới nhìn lui ai cũng sợ chú quá mà bỏ chú đi hết trơn á trời à. Chỉ có mình tôi à, tôi chịu đựng cho tới bây giờ. Chú có biết cái sức chịu đựng của tôi á cỡ nào không? Vậy thì á, chú lao luôn đi. Cho vừa ý chú. Nghỉ đi. Chịu. Bộ tưởng không có mấy người á, tôi lau nhà không được hả? Lau cũng được vậy? Trời ơi, cái khăn lau nhà nó còn đẹp hơn cái khăn lau mặt của tôi nữa trời. Cũng may là nó nghỉ sớm, chứ nếu không mất luôn cái khăn. Thôi được, cũng cảm ơn trời Phật là mày nghỉ sớm đó Tám ơi, chứ nếu không mày hại tao rồi. Đem ra giếng giặt để dành lau mặt. Chiếc khăn tay mày mai cho em trên cành hoa. Phải công nhận ông cố mình giỏi thiệt á.
Ngày xưa đã cất công đào giếng, để bây giờ mình có nó sạch sài, khỏe ghê. Theo chị nghĩ á, là ngày xưa ông cố sợ bà cố đi gội đầu tiệm tốn tiền nên mới đào giếng chứ gì. Vậy mà chị cũng nghĩ ra được. Em thấy á, chị mà viết phim khoa học giả tưởng á, chắc chắn là đắt xô á nha. Sao? Ai viết sẵn cho chị thì chị đóng, chứ còn bắt chị rị mọi từng chữ á, thôi miễn bàn đi. Trời nắng mà có nó sạch sài, mát quá. Kiểu này á, khỏi sợ ghẻ ngứa chị Mận ha. Chị thấy em cũng sắp bị ghẻ ngứa rồi đó. Chị nói ai vậy? Chị nói em đó. Chị dám nói em hả? Trời chị chết nè. Trời bạn ướt luôn nè. Thôi nha. Trời chị chết nè. Nè. Chú có sao không vậy? Chú có sao? Chú có sao không vậy? Nè, tới cái tuổi gì hả? Tụi bay gặp ma giữa ban ngày hả? Hay sao mà bay chạy bay xô tao cái quá mạng vậy? Dạ, thì tụi con đâu có ý xô chú đâu. Tụi con đang nói chuyện với nhau thôi mà. Tụi con chú, đâu có ý xô chú con đâu. Con đâu có cố ý đâu. Tao thì không có sao, nhưng mà cái cây này nó có sao rồi. Đây nè, tụi bay là cái thứ phá hoại. Mày coi nè, trời ơi cái bưởi của tao dày đây đó, mà bay làm tao xà vô nó rụng. Trời ơi nó rụng biết bao nhiêu bông hả? Chú, bông nó héo nó tự rớt chứ tụi con có làm gì đâu chú. Dạ đúng rồi chú. Cái cành này á, mày biết bao nhiêu tiền không? Cành giòn nên dễ gãy, tụi con đâu có làm gì đâu. Tao đập tụi bay chết đây nè. Tao bây giờ tao tính ra nghe, để tụi bay biết tụi bay thiếu tao nè. Đó, nó rụng một chùm bông giống vậy. Nếu nó đậu lên á, sẽ được một chục trái. Rồi khi cái trái nó lớn lên á, ở trong đó nó có mỗi trái là 50 hột. Đó, 10 trái á, vị chi là 500 hột. Tao đi ươm lên nó sẽ lên 500 cây. Nếu mà tao bán á, cũng có một mớ tiền, nhưng tao không bán. Tao trồng xuống 500 cây đó nó sẽ lên 500 cây lớn. Rồi 500 cây lớn đó, mỗi cây tao tính bình quân 100 trái là bao nhiêu? 5.000 trái. Tụi bay đền nổi không? Trời ơi, chú tính kiểu đó, tụi con có làm không công cả đời cũng trả không hết cho chú à. Chị nè, chị còn khổ hơn nữa. Chị lỡ đụng chúng gãy, chắc hết kiếp này tới kiếp sau chị phải đầu thai để trả nợ cho chú à. Tao nói mới có một tiếng, chị em bay dám trả treo tới một chục câu. Đúng là nuôi con ong ở trong cái tay áo, và nuôi con khỉ dồn cái nhà. Đi con gái con lứa mắt mũi để trên mỏ ác, không thấy đường thấy xác, chồng mém chết. Đi vậy đó, giờ này còn chưa thấy về. Ăn nó giống cái gì mà lâu như quỷ. Hay quá ha. Tao về tao ngủ cả giấc rồi. Giờ này hai đứa mới chịu về. Con, tụi con nhổ cỏ quanh giếng nãy giờ mà chú ba.
Hồi nãy á, chú đi lẹ quá rớt khăn, con phải chui vô bụi lụm lại cho chú nè. Mày tài lanh nữa. Cái khăn lau nhà đó là của con Tám. Tao thấy tao tiếc, đi còn mới quá, tính để làm khăn tắm. Ai dè, nó hôi rình à. Rồi tao giục luôn rồi. Bà Tám á, bà thủy chung như nhất. Lau nhà xong á, bà lau dọn đồ dơ của con Ki. Rồi con Lulu á, nó tè ra đó, bà cũng lấy khăn này lau luôn đó. Chị nói đi. Nói đi. Dạ thưa chú, con với bé Na xuống chợ mua đồ chút xíu nha chú. Dạ. Thu dẹp đi. Tụi bay coi tụi bay đó, con gái lớn rồi, ăn mặc như vậy á mà lội từ đầu trên tới xóm dưới mà coi được hả? Tụi bay muốn người ta cười tao thúi đầu về cái tội không biết dạy cháu hả? Tụi con mặc áo bà ba dài tay mà chú. Chứ đâu có mặc áo hai dây đâu chú. Phải rồi, áo bà ba. Gọi đầu chi cho sớm. Mày dán lên cái tóc lên coi. Trời ơi, tao nói nó hít hết vô trong người mày rồi. Mày đi ngồi vậy á, người ta thấy hết mẹ rồi còn gì. Hay quá. Bộ cả xóm này ai không trồng trái cây hả? Tụi bay đi phe hả? Phe trái cây hả? Đi ra một chút á là gió nó khô liền à. Gió biển mà chú lo gì không biết nữa. Tào lao. Thôi để con vô thay áo. Có thai cũng không được đi. Muốn đi á, tưới hết cái vườn cây đi rồi đi. Nhiệm vụ này đâu phải của tụi con đâu. Sao kỳ vậy chú? Chứ lẽ của tao. Con Tám á, nó ôm đồ về quê rồi. Nhà này á, chỉ còn hai người làm vườn đó thôi. Còn chú nữa làm chi? Tao già rồi, phải cho tao nghỉ ngơi chứ. Nói nhiều quá, đi làm đi. Thôi kệ chú đi, chấp nhận thương đau. Mình tranh thủ làm cho lẹ, mai ra còn kịp về hẹn. Có cảm giác là mỗi lần tôi la tụi nó là tụi nó cứ lèm bèm cái gì. Hay là nó nói xấu mình ta? Đâu có, mình tốt quá mà. Thôi, chắc là bị tâm thần. Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá. Thôi trời ơi, cái lỗ bự gì, hèn gì, cái hũ vàng của tao lọt qua cái lỗ này là đúng rồi. Trời ơi, trời đổ lòm gì thế nào cũng mưa thôi. Nè, còn mớ tôm cá hôm qua mới bắt được á, coi ai mua bán phức đi nghe. Dạ. Để mai đi ghe hết á, để cá nó xình nó thúi hết trơn hết trội á. Ba. Gì? Hôm qua bà cá bán sáu. À không, bà sáu bán cá. Bà hỏi con á, độ này có gì bán cho bà không? Chứ bữa giờ biển động quá, không có gì bán á, lời không được nhiêu. Cân ở giữa thì nó có giá hết trơn trội à, lời không bao nhiêu hết trơn á. Còn mình bán cho mối á thì lời nhiều hơn. Được á. À ba. Hả? Con thấy ba cũng ốm yếu rồi, ha? Sức khỏe thì cũng khỏe. Không mấy vụ này ba để con lo. Con chạy qua bà sáu cá cái con dao cho ba mấy cái mớ cá cho để mai nó xình nó thúi cũng vậy, ha? Ừ, đi đi. Con đi hơi lâu nghe ba. Thấy không? Phải lo cho ba mới được ra ngoài đường, hiểu không? Con đi nha.
Ba ơi, ba con nói nghe nè, ba ơi, ba ơi. Vụ gì? Ba qua đây ba coi nè, cái lưới mất cục chì rồi, thấy không? Thấy không? Ờ, đâu rồi? Đó, mất cục chì rồi, giờ sao dặn được? Bây giờ con phải đi mua mới được. Nếu không mua đâu đánh cá được đâu. Giờ phải đi mua hả? Đúng rồi, con đi mua nghe ba ha. Rồi ai đây làm? Thì con về con làm, chút nữa con về con làm. Đi mua rồi chút nữa con về con làm. Mua cục chì hả? Dạ, chút nữa con về. Con đi rồi con về liền à. Mày đi thiệt hả? Thiệt mà. Sáng mới thấy đi mà.